Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vingroup đang đi ngược xu hướng thị trường, được ăn cả, ngã về không. Ngày 5 tháng 8, trên Facebook cá nhân của kiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài bình luận với tựa đề Vin chơi tất tài. Tác giả nhận xét, đợt này Vinhome quảng cáo với tần suất kinh khủng toàn giờ vàng ở VTV, cộng thêm chạy quảng cáo trên Facebook cũng khủng khiếp. Chủ yếu là làm hình ảnh cho khu Vinhome Ocean Park 2-3. Và đây là hình status trên trang cá nhân của kiến trúc sư Dương Quốc Chính. Ocean Park 3 là bản copy của Renwood Phú Quốc. Cái Phú Quốc thì copy kiểu dáng của Vinice tại Ý, đại khái là Phase 1 và Phase 2. Với vai trò là kiến trúc sư, tác giả thấy vụ làm hàng Phase này cứ sao sao, do bế tắc về ý tưởng thiết kế cũng như kinh doanh, hay để tiết kiệm phí thiết kế và thi công. Tác giả nghĩ là do cả hai lý do trên. Mô hình này, tàu hay làm, chủ yếu chăn khách du lịch giá rẻ, không có điều kiện đi Tây thì xem hàng nhái vậy. Việc copy ý tưởng từ khu du lịch về địa bàn thuần nông như Hưng Yên kể ra cũng độc đáo, không ai dám nghĩ tới. Bất động sản du lịch nó rất khác với bất động sản để ở bình thường. Với đất nhà quê, tác giả nghĩ mô hình kiểu Eco Park hợp lý hơn. Đã phải xa trung tâm khu nhà ở rồi mà lại toàn thấy nhà lô xây mật độ cao. Người nhà giàu bên Hà Nội thì chả thèm ở, còn nhà nghèo thì không có tiền mua, rất là lỡ cỡ. Chắc anh Vượng muốn hút khách nhờ du lịch hàng Face. Ngay cả việc đốt rất nhiều tiền vào việc truyền thông về phố đông Hà Nội hay quận Ocean để hy vọng bán được một khối lượng khổng lồ diện tích sàn bất động sản cũng là chơi tất tài luôn, tác giả nhận xét. Bởi vì theo tác giả, xu thế thị trường bất động sản cao cấp như Vinhome là đang rất chợ chiều. Xu thế này không thể đảo ngược ít nhất trong vòng 2 năm nữa do tình hình suy thoái kinh tế Việt Nam và thế giới, cũng như việc điều chỉnh một số luật liên quan tới bất động sản như đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, thuế bất động sản. Nhưng họ đã xây dựng dở dang rồi, đâm lao phải theo lao thôi. Hiện tại làm gì có doanh nghiệp bất động sản nào dám vung tiền chạy quảng cáo như Vinhome đâu, vì các nhà đầu tư đều có tâm lý thủ thế. Tác giả tiếp tục phân tích. Tiếp đến là việc chào bán 10.000 tỷ trái phiếu cho VinFast không có tài sản đảm bảo và không có nghĩa vụ nợ tới Vingroup không được chuyển đổi. Đều là các yếu tố bất lợi cho nhà đầu tư, trừ lãi suất rất cao, gấp 2 lần lãi suất huy động của ngân hàng. Vụ này cũng là chơi tất tài luôn. Trong bối cảnh, VinFast chưa thể huy động được vốn ngoại từ việc IPO bên Mỹ. Và đây là hình việc động thổ xây nhà máy ở Mỹ bị cho là động tác giả nhằm vận động thống đốc bang North Carolina xúc tiến gói thầu khoản vay liên bang. Tác giả nhận định Vinhome nuôi ông em VinFast này giống như nuôi con nghiện, nên việc kỳ vọng vào doanh thu từ bất động sản phố đông và huy động tiền qua phát hành trái phiếu đều rất liều lĩnh, được ăn cả ngã về không, ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại, sau đợt khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp vừa rồi, nhà đầu tư sợ mất hồn, làm gì có doanh nghiệp nào dám phát hành thêm, lo trả nợ cũ còn khó. Tóm lại, tác giả cho rằng, Vingroup đang làm hai việc, đều đi ngược lại xu hướng của thị trường và tâm lý của nhà đầu tư, giống như con chim đậu phải cành cong. Nếu họ thành công thì đúng là sự kỳ diệu. Tác giả dẫn một diễn biến khác, Hyundai mới tung ra mẫu xe điện cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với VinFast, lắp ráp tại Việt Nam. Mẫu xe điện hãng xe cỏ của Trung Quốc cũng đã tham gia thị trường. Các đối thủ cạnh tranh kia đều lớn mạnh và kinh nghiệm hơn VinFast. Nên lợi thế trước mắt của VinFast đang chỉ là trạm sạc và lòng yêu nước. Nhưng yêu nước phải đi kèm với đoàn kết. Anh em tuyên giáo Vin nên khóa miệng các dư luận viên lại, may ra mới lôi kéo được thành phần yêu nước kiểu khác dư luận viên. Đối với chuyện cạnh tranh quốc tế, dư luận viên không có ý nghĩa gì đâu. Tác giả kết luận, dư luận viên thay vì đi hút tán loạn thì gom tiền mua trái phiếu VinFast đi, phải hành động cụ thể,
thay vì chỉ biết chửi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin VinGroup đang đi ngược xu hướng thị trường, được ăn cả, ngã về không. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tử tù Nguyễn Văn Chưởng sắp bị thi hành án. Ngày 4 tháng 8 năm 2023, gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng nhận được thông báo từ Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc làm đơn xin nhận tử thi cho cốt của người bị thi hành án tử hình. Và đây là hình thông báo của Tòa án Hải Phòng gửi cho gia đình ông Chưởng ngày 4 tháng 8. Thông báo không nói rõ ngày thi hành án hay Nguyễn Văn Chưởng đã bị xử tử hay chưa. Tuy nhiên, theo luật thi hành án hình sự, ngày thi hành án sẽ do một hội đồng thi hành án quyết định sau khi có quyết định thi hành án của tòa án. Thông báo do Phó Chánh án Phạm Văn Phích ký. Nguyễn Trường Chinh, cha của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, chia sẻ với đài RFA rằng chính quyền mời ông ra ủy ban xã để thông báo việc này. Ông Chinh sau đó ghi vào biên bản rằng con tôi không có tội mà có cố tình thi hành án tử hình thì tôi sẽ nhận xác và đem xác đẩy lên cơ quan trung ương đảng nhà nước Việt Nam để kêu oan cho con tôi. Tôi cũng hỏi họ là có quyết định thi hành án không mà có thông báo nhận cho cốt hay xác thì họ nói có quyết định thi hành án rồi. Nhưng tại sao họ lại không cho tôi biết là thi hành án ngày nào và tôi không nhận được quyết định thi hành án, ông Trình nói thêm. Theo tạp chí Luật Khoa, diễn biến chính của vụ án Nguyễn Văn Chưởng bắt đầu từ năm 2007. Vào khoảng 21 giờ, trên đoạn đường vào nhà máy thép Đình Vũ, An Hải, Hải Phòng, xảy ra một vụ án mạng, trong đó thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, tức công an phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, bị chém, thương tích nặng. Ông Sinh được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã chết vào 8 giờ sáng hôm sau, ngày 15 tháng 7 năm 2007. Rạng sáng, cơ quan điều tra bắt giữ ông Nguyễn Văn Chưởng, sinh năm 1983, trú quán thôn Trung Tuyến, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, Hải Dương. Tại thời điểm bị bắt, ông Chưởng là công nhân công ty Đại Phát ở Hải Phòng, đã có vợ, không có tiền án, tiền sự. Ngoài ra, Chưởng còn làm chủ quán cà phê Thiên Thần ở phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng. Bị bắt cùng ngày với Nguyễn Văn Chưởng là Đỗ Văn Hoàng và Vũ Toàn Trung. Em trai ông Chưởng là Nguyễn Trọng Đoàn, sinh năm 1987, xin giấy xác nhận của một số nhân chứng để khẳng định rằng Nguyễn Văn Chưởng vô tội. Nhưng sau đó, ông này cũng bị bắt về tội che giấu tội phạm. Lệnh bắt và cáo trạng cho rằng Đoàn đã hướng dẫn các nhân chứng viết đơn, giấy xác nhận để khai báo gian dối và cung cấp tài liệu sai sự thật, che giấu hành vi phạm tội để cho Chưởng được ngoại phạm. Và đây là hình gia đình Chưởng kêu oan tại Hà Nội. Công an kết luận Chưởng là người chủ mưu giết người để lấy tiền mua ma túy. Đến năm 2008, Tòa án Hải Phòng đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng. Theo luật sư Lê Văn Hòa, người bào chữa cho Nguyễn Văn Chưởng nói rằng đây là án oan bởi vì căn cứ vào quá trình điều tra, đặc biệt trong thu thập hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Hải Phòng đã vi phạm rất nhiều tố tụng, như khám nghiệm hiện trường còn để sót các chứng cứ, dấu hiệu không được làm rõ. Luật sư Lê Văn Hòa cho biết, ông cũng vừa có kiến nghị gửi lãnh đạo đảng, nhà nước và các cơ quan chức năng cần phải có ý kiến chỉ đạo đối với chánh án Tòa án thành phố Hải Phòng. Nếu chưa thi hành án tử tù Nguyễn Văn Chưởng thì cần kiểm tra làm rõ. Hiện chưa rõ với thông báo trên thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thi hành án chưa. Luật sư Đặng Đình Mạnh khẳng định trên tài khoản Facebook cá nhân của mình rằng đến lúc này Nguyễn Văn Chưởng vẫn chưa bị thi hành án. Luật sư Nguyễn Văn Hòa thì nói với RFA rằng căn cứ vào thông báo này, tôi cũng chưa hiểu
là họ đã thi hành án hay chưa. Nhưng theo tôi nghĩ, nhiều khả năng có thể là người ta đã thi hành án rồi. Chủ quan của tôi nghĩ như vậy. Trước đó, năm 2011, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị hủy bản án đối với trưởng và đề nghị xét xử lại, nhưng bị Tòa án Tối cao bác đề nghị này. Đến năm 2012, năm văn phòng luật sư biện hộ cho Nguyễn Văn Chưởng cùng làm kiến nghị gửi Chủ tịch nước dừng thi hành án ngay lập tức vì những dấu hiệu oan sai trong vụ án. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tử tù Nguyễn Văn Chưởng sắp bị thi hành án. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.